ta sẽ glam ra. Ở đây là sẽ có cái quần nè, quần cái tie nè, với lại là gỗ nè, với lại là nón này ha cả nhà ha, với lại là 250 cái MIC. MIC này là để dùng mình nâng cấp nha, còn cái đồng token chính là MIT thôi cả nhà ha. Xem nó rẻ không nhỉ? Sẽ hướng dẫn cho cả nhà một cái tip, cái mẹo, cái trick để có thể là giải những câu đố và chúng ta đi đào kho báu ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào trong này để chúng ta lấy cái mảnh map để chúng ta có thể là dò đường. Come on. Ok rồi, cái nhiệm vụ come on. Ở đây thì nhà thơ nào là tác giả bài thơ? Thương vợ à, tác giả bài thơ thương vợ, tác giả bài thơ thương vợ đó, thương vợ Tú Xương à. Này là Tế Xương hả? Trần Tế Xương rồi đấy. Bánh trôi nước à, bánh bánh trôi nước, bài thơ của ai à? Hồ Xuân Hương nha cả nhà nha. Ok đó. Chân nhấc dưới chật là đang làm gì? Con cá. Nước Việt Nam ta có bao nhiêu dân tộc anh em? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 54 dân tộc anh em à. Núi nào bị cắt ra thành từng khúc? Núi Thái Sơn. Trời, quá xịn. Bài hát chủ đề World Cup 2014 tên gì? Sông World Cup 2014. Where One. Đó, Where One. Đó. Sẽ đấu làm tên một nốt nhạc đồ la này, la này, la này. Hôn với một người gọi là gì? Gọi là hôn phú. Đẹp. Hôn với một người gọi là gì? Hôn với một người gọi là gì nhỉ? Hôn. Hôn nhân. Ok rồi. Truyền thuyết Mai An Tim gắn liền với loại quả nào? Mai An Tim quả dưa hấu. À. Nhân vật chính của trò chơi The Legend of Zelda tên là gì? The Legend of Zelda. Linh 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 linh. Ok cả nhà. Như vậy thì chúng ta đã giải xong rồi ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tới đào kho báu ha. Bây giờ tụi mình sẽ tới khu bên này đi. Khu này Mythical hả? Bên này coi. Bên này là Epic. Mình đào ở bên chỗ bên này đi. Đấy, nhiều lấy Iron nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đợi một tiếng nữa ha. Ở đây thì cái thời gian mà treo thưởng của họ đang là ngày 3 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, có nghĩa là trong vòng một tháng này thì cả nhà tham gia vào. Ở trong này thì từ top 1 đến top 10 đô này ha, từ top 11 đến top 50 này sẽ được 4.000 đô. Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của Warzone Blockchain và mình là Sơn Đậm Sâu. Hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái trend cuối năm 2022 này, đó chính là Learn What To Earn. Và tựa game này kết hợp hai yếu tố vừa learn vừa play rất là vui, và nó là một cái tựa game mà solo não rất là căng thẳng. Đối với chúng ta thì ai vào trong thị trường crypto cũng mong muốn mình là một người chiến thắng, đúng không? Nhưng mà để chiến thắng thì chúng ta cần phải tu bổ cái bộ não của mình, đó chính là học tập, học học nữa học mãi để tu bổ cái kiến thức thêm để cho mình có thể là giỏi thêm hơn cả nhà ha. Người ta nói sao ạ? Đó chính là tiên học lễ hậu học văn, học ăn học nói học gói học mở, làm trai cố chí học hành, lập nên công nghiệp để dành mai sau. Yes, dành cho những anh em nào mà chơi game không cập nhật những báo đài hay là đọc sách nhiều những kiến thức mà tưởng chừng chúng ta đã bỏ quên rồi ha. Ở tựa game này thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều kiến thức thú vị. Thì cái tựa game này á, sau khi mà Sơn tra ở trên rất là nhiều báo chí và trên Dapp Radar thì Sơn đã thấy được rằng là thì ra đây là một trong những cái tựa game mà rất là tốt cho cộng đồng, mình phải truyền bá nó mới được ha. Và tựa game này đó có tên là Matrix Jisoo. Thì cái tựa game này thì cả nhà có thể nhìn thấy nó vừa kiểu là hoạt hình, kiểu là nhìn anime, mà chúng ta có thể là vừa giải trí vừa chơi được, lại vừa có thể là học được, thì không có cái gì mà chúng ta bỏ qua được ha. Và bây giờ thì Sơn đến thẳng với lại là cái nội dung của video này luôn. Thì cái tựa game Matrix Jisoo này á, là sẽ có ba yếu tố chính. Khi mà đầu tiên bắt đầu video thì Sơn sẽ review về cái social của họ. Và cái thứ hai thì cái tựa game này đã có trên iOS, Android cộng với lại là đang có event event ha. Và cái thứ ba đó chính là gameplay và cái mẹo chơi của nó.
Thì Sơn cũng đã chơi và Sơn đã test rất là nhiều về cái gameplay cũng như là cái mẹo chơi rồi. Thì cả nhà có thể là thấy là Sơn hiện tại đang lái xe, tầm 23 phút nữa thì Sơn sẽ đến ở cái nơi bản đồ kho báu. Nhưng mà cái này là sau thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến giúp nói sơ qua chút xíu. Thì cả nhà có thể là biết ở thời gian gần đây thì CJ đẩy mạnh rất là nhiều các việc mà Academy Binance học học vừa học vừa kiếm tiền ở trên Binance, thì cả nhà đã biết rồi ha. Và có một cái ứng dụng là lúc trước đó chính là Let Me Speak, thì cả nhà có thể là lên đây là vừa chơi vừa learn vừa earn vừa học được tiếng Anh đó. Thì ở giai đoạn này thì đối với Sơn thì người Việt là Sơn có ba tiêu chí. Đầu tiên á là yêu nước, với lại thứ hai là luôn luôn học hỏi những cái kiến thức tốt. Thấy cái này nó quá tốt cho cộng đồng luôn. Nếu như mà cả nhà có yêu thích được cái kiến thức về lĩnh vực crypto hay là về những cái kinh tế tiếng Anh hay là về thể dục thể thao, thì đây là một trong những cái app mà nó gói gọn hết tất cả những cái tinh hoa vào trong đây ha. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái tựa game này ha. Đầu tiên thì Sơn sẽ review về cái phần social của cái tựa game này. Thì cả nhà có thể là xem á, là về cái phần social ở đây thì chúng ta có thể thấy qua ở trên cái website của họ, đó chính là họ để cho mình những cái nhân vật ở đây là gọi là những cái nhân vật vừa có bắn súng lại vừa có được cái những bộ đồ, và đây là những cái NFT của họ ha cả nhà ha. Đây NFT ở đây ha, có xe này, cái xe là cái xe hồi nãy Sơn đang đi nha cả nhà nha. Đó Sơn đang đi 23, mình là có mô tô G63 rồi, có súng rồi, súng này là để đi bắn cướp đào vàng. Rồi bây giờ thì nếu như mà cả nhà rảnh thì cả nhà có thể là ghé vào YouTube của họ để cả nhà xem ha. Rồi, ok, ở phía dưới này thì chúng ta có thể thấy được rằng là team của họ đây ha. Và ở trong roadmap hiện tại thì theo Sơn thấy được rằng là ở trong cái quý này, quý tư thì họ sẽ IDO và họ sẽ list sàn. Thì cái này thì chúng ta có thể là thấy partner của họ ở đây này luôn ha. Thì cái tựa game này về cái phần social thì cả nhà đã thấy rồi. Vậy thì trong Telegram của họ với lại là Facebook với lại Twitter của họ thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ vào đây xem nhé. Về phần Discord, về phần LinkedIn này khỏi ha. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là họ có 2K1 lượt thích nè, tại vì cái tựa dự án này mới ra ha. Sau khi mà Sơn nhìn thấy ở trên mạng thì Sơn cũng đã vào chơi thử để Sơn kiếm thêm giải thưởng. Và đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là follow cái phần gọi là cái tính năng trò chơi này đi. Thì cái tính năng trò chơi này á thì Sơn đã kẻ ra một cái phần mind map cho cả nhà, nó rất là dễ hiểu ha. Về cái phần mind map này thì cả nhà có thể thấy được rằng á là cái tựa game này là một cái tựa game gọi là learn to earn. Learn to earn thì RN. tổng hợp ở đây á thì chúng ta có thể thấy rằng là họ sẽ kết nối hội họa văn học, văn văn hóa xã hội địa lý lịch sử toán học ngoại ngữ, tất tần tật những cái nào mà nó giúp ích được cho con người và như giúp ích được cho xã hội. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà Sơn quyết định Sơn 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 phải review cho anh em đây. Và cái thứ hai đó chính là sau khi mà mình đã xài não, mình đã đau đầu để mình chiến thắng được những cái câu hỏi trắc nghiệm rồi, thì mình sẽ đi đi như là hôm nãy là Sơn chia sẻ với cả nhà là Sơn đang lái chiếc xe để Sơn có thể là tới cái khu đào để Sơn đào đồ về, xong rồi là Sơn craft đồ, sau đó là Sơn nâng cấp nhà cửa với lại là trang bị của mình lên để cho mình mạnh hơn, và Sơn có thể là cướp được nhiều tiền hơn ha. Để biết thêm chi tiết về cái dự án này á thì mình đã chạy vào ở trong cái Telegram Việt Nam của họ để hỏi, thì họ nói là cái dự án của họ có hỗ trợ rất là nhiều các điều lợi ích cho user cũng như là các nhà đầu tư đầu cơ vào ha. Thì cái dự án này họ có cái một cái chiến dịch rất là hay, đó chính là Marketing Hub. Đây là một công cụ dùng để thiết lập một chiến dịch marketing thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiềm năng cũng như là khách hàng hiện tại của doanh nghiệp. Thì cái này nó có tính năng như thế này, nó có thể là kết nối tất cả các dự án về DeFi, blockchain và truyền thống vào, và những dự án nào á mà muốn quảng cáo với họ, có nghĩa là quảng cáo với dự án Magic Jisoo này á, thì có thể là liên hệ trực tiếp với dự án. Thì nếu như mà cả nhà nào muốn liên hệ thì cả nhà có thể là vào trong Telegram Việt Nam của họ để liên hệ hơn, mình sẽ để cái thông tin chi tiết ở dưới cái phần mô tả. Và khi mà một cái dự án nào mà muốn liên hệ với họ thì dự án này sẽ tạo ra một cái bộ câu hỏi riêng biệt đó cho user trả lời. Nếu như mà user trả lời đúng các câu hỏi về dự án á thì họ sẽ nhận được các phần quà của dự án, ví dụ như Nike hay là Adidas gì đó ha, hay là Bitit rồi đó đó, thì giúp người chơi có được nhiều nguồn thu hơn đấy. Thì sau khi mình hỏi ở trong cái Telegram thì họ nói vậy. Và cái tựa game Magic Jisoo này là một trong những cái tựa game mà đi đầu ở giai đoạn hiện tại, đó chính là Learn to Earn. Và
họ còn có định hướng gọi là làm một cái tựa game esports như một chọi một, một một chọi 100, một chọi 1.000 với thế giới luôn hả cả nhà ha. Mình thấy nó rất là hay. Và thực sự là đây là một trong những cái con game mà nó có rất là nhiều cái tính năng, thì cả nhà có thể là xem thêm cái tính năng ở phía trên này của Sơn Sơn kể ra ha. Thì ở trong cái phần tính năng trò chơi này, cả nhà có thể thấy được rằng đó là sẽ có 6 yếu tố. Đầu tiên đó chính là nhà ở, thứ hai là trang bị, và thứ ba đó chính là grab đồ cập nhật ha, và thứ tư đó chính là đào kho báu, thứ năm đó chính là khai thác kho báu và ăn cắp đồ, và thứ sáu là chế độ chơi. Ở cái phần này thì Sơn thấy được rằng là họ tổng hợp nó khá là đầy đủ. Về cái phần đầu tiên đó chính là cái phần nhà ở ở phía này, thì cả nhà có thể là xem á, cái phần nhà ở này á thì nó sẽ có những cái yếu tố như là nó sẽ cải thiện chất lượng và củng cố nhà cửa ha. Thì cả nhà có thể là xem ở đây là cái phần nhà ở ha. Thì mình sẽ khi mà mình vào ở trong cái map này á thì mình sẽ không có được những ngôi nhà đẹp như vậy. Mình phải mở từ từ bằng cách là mình đi làm nhiệm vụ, mình trả lời những câu hỏi, mình đi đào vàng và mình sẽ quay lô tô. Cả nhà có thể thấy được rằng là đây ha, ở đây nó khá là đầy đủ. Và cái phần thứ hai thì chúng ta có thể là đi qua phần trang bị, thì cái phần trang bị này là một trong những cái phần mà nó sẽ có mũ, áo sơ mi, quần tây, giày dép, vũ khí và xe cộ, các loại mặt hàng thời trang. Thì chúng ta hãy cùng xem ở phía dưới này ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đồ vật phẩm như thế này, thì chúng ta phải tìm kiếm, thứ nhất là quay số, thứ hai là mình phải đi đào đó, thì nó cũng sẽ có những cái vật phẩm thiên về gọi là common, uncommon, legendary, rare đó. Thì ở cái phần dưới grab đồ thì có nghĩa là mình sẽ nâng cấp vật phẩm lên thôi thôi cả nhà ha. Về cái phần này thì có mình nâng cấp khi mà mình có đủ nguyên liệu, có nghĩa là không phải là mình nạp tiền vào là mình mua được, nhưng mà mình phải đi đào đó, đi đào giống Sơn này. Sơn đang chạy xe tầm 16 phút nữa Sơn tới ha, để tới nơi đào kho báu rồi. Thì sau khi mà mình đào những đủ nguyên liệu á, nếu mà không đủ thì đào tiếp, còn nếu đủ rồi rồi thì grab thôi, lát thì Sơn sẽ cho cả nhà xem. Và sau khi mà tới cái bảng độ mà mình tới mà mình muốn là đào kho báu thì ở đây, muốn đào kho báu thì ở bên phía này thôi cả nhà ha. Đây thì mình phải trả lời những cái câu hỏi hóc búa như thế này. Thì cái tờ báo bằng chữ quốc ngữ đầu tiên ở nước ta ra đời vào nửa cuối thế kỷ thứ 19 ở Sài Gòn có tên là Gia Định Báo. Thì mấy cái này thì Sơn lát Sơn sẽ bày cho mọi người cái trích khi mà Sơn vào ở trong game live ha. Và cái phần khai thác này thì lát Sơn sẽ cho cả nhà vào ở trong này để Sơn có thể là chia sẻ thêm. Và ở cái phần này á cả nhà là cái phần mà rất là khó, đó chính là nếu như mà mình khai thác kho báu được nhưng mà mình muốn ăn cắp đồ thì mình phải có những cái súng mạnh hoặc là cái nói chung là vật phẩm trên người mình mạnh, thì cái này nó lại tiếp tục liên quan đến cái yếu tố là mình khai thác và mình quay lô tô và mình trả lời các trắc nghiệm đó, thì nó sẽ vòng đi, nó sẽ tạo một cái vòng tròn như vậy ha. Và ở cái chế độ chơi thì chúng ta có thể là một thấy vs một với lại một vs 100 với lại là đấu trường thế với giới lại là là tựa cái game này luôn ha. Thì ở trong cái tựa game này thì chúng ta có thể là xem qua. Bây giờ thì Sơn sẽ bật cái điện thoại của Sơn lên cho cả nhà xem ha. Thì ở trên cái điện thoại này của Sơn, bây giờ Sơn bật cho cả nhà nhé. Cả nhà có thể là thấy ở trên cái điện thoại của Sơn. Thì đầu tiên á, chúng ta có thể là đến với lại là cái phần gọi là cái phần setting. Cái phần setting này thì chúng ta có thể là đổi ngôn ngữ. Ví dụ như là chúng ta muốn học tiếng Anh hay là chúng ta muốn học tiếng Việt. Đó thì cái này là tùy cả nhà. Bây giờ thì Sơn sẽ test trước cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam cho cả nhà xem ha. Và cả nhà lưu ý á, là khi mà mình sử dụng cái tip chơi trên điện thoại nó sẽ tốt hơn ở trên máy tính. Lý do tại vì sao? Bởi vì có những cái câu hỏi mà mình không biết thì mình sẽ tạo một cái tab ở trên cái máy tính để mình có thể là Google ha. Nói chung là chỉ Google vô địch mà vô đối mà ha. Và cái hướng dẫn ở đây thì nó khá là hay. Thì họ cũng để cho mình cái hướng dẫn ở đây, cái GUI ha. Cái GUI thì chúng ta có thể là ở vào cái GUI ở đây. Thì sẽ có hai cái tip, hai cái hướng dẫn. Ở đây thì chúng ta đầu tiên là cái bản đồ kho báu. Thì ở đây thì mình sẽ chọn cái biểu tượng là Jisoo để bật giao diện bản đồ kho báu này. Cái Jisoo ha là cái nắp bình này ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đến tới claim. Claim ở đây là bạn sẽ được đưa tới giao diện bản đồ để nhận một bản đồ miễn phí mỗi ngày ha. Và cái thứ ba đó chính là bấm sử dụng bản đồ, bạn sẽ nhận được để được tới màn hình và trả lời câu hỏi để giải đố đó. Và cái thứ tư đó chính là sau đó hãy trả lời 10 câu hỏi để giải đáp bản đồ kho báu, bạn sẽ được đưa đến địa điểm để đào kho báu ha. Đó thì cả nhà có thể là thấy được rằng là nó sẽ có rất là nhiều công đoạn như thế này. Và cái phần thứ hai đó chính là cái phần đào kho báu. Thì khi mà mình tới đây đào kho báu á, mình sẽ đụng độ rất là nhiều các đối thủ ở đây. Thì chúng ta sẽ có thứ nhất là khi mà đào chúng ta sẽ được vật phẩm đúng không? Và cái thứ hai là mình có thể là ấn áp tắc vào đối phương để mình có thể là gây sát thương lên họ để mình
cướp đó, ví dụ như là họ đang ngủ nghỉ gì đó, họ đang đào đào gần xong rồi, xong rồi mình bắn họ, mình lấy súng mình bắn họ rồi mình cướp đồ họ đó, mình lời ha. Rồi và cái phần thứ ba đó chính là sau khi mà mình đã đánh họ rồi á, thì mình sẽ cướp rồi sau đó là cái phần thứ tư là sau khi là đào hầm xong, bạn có thể là bấm vào nút claim để nhận phần thưởng mình đào được. Thì cái phần claim nó cũng khá là lâu nha cả nhà nha, không phải là đào một phát nó xong đâu. Ok rồi, có vẻ như là cái phần hướng dẫn của mình là có cả nhà đã hiểu hiểu hơn rồi đúng không? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần gọi là cái phần map. Ở cái phần map này thì chúng ta có thể thấy rằng là sẽ có rất là nhiều map. Ở phần map thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều map hơn cả nhà ha. Mình có thể là tới rất là nhiều nơi như là Huế. Ở hiện tại đây là bản test thôi, mình nghĩ là cái map nó sẽ còn bự hơn nhiều ha. Đó, Giàng An này, Cebu này ha. Hiện tại mình đang đứng ở Amazon. Amazon nó có được cái màu màu xanh này nè. Rồi ở cái phần mà cả nhà thấy Lucky Spin không? Đây là cái phần xổ số lô tô. Cái phần xổ số lô tô này á thì cả nhà có thể là thấy được rằng là khi mà mình vào đây thì mình sẽ có cho mình đó chính là cái đồng MIT. Ở đây thì mình có MIT, sau đó là mình sẽ quay lô tô, mình sẽ mua ở đây dưới X10 này, X1 này ha, mình sẽ mua thêm và mình sẽ quay. Quay đây thì nếu như mà may mắn thì mình trúng con G63 thì mình sẽ đi nhanh hơn. Còn ở hiện tại thì mình không có cho mình cái con G63, thế nên mình có xe cùi thôi, nên mình đi nó khá là chậm. Thì cả nhà có thể thấy được rằng là ở cái cơ chế về cái phần tokenomics này thì nó rất là nó kiểu nó đơn, nó khiến cho người chơi là không có xả ra nhiều ha. Về cái phần tokenomics thì ở cuối video thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà ha. Rồi bây giờ thì sau khi mà mình đang lái xe ở trên bản đồ còn 11 phút, thì cả nhà thấy là trên điện thoại mình cũng còn 11 phút hơn cả nhà ha. Thì sau khi mà còn 11 phút như thế này thì cái việc cửa tiếp theo của chúng ta đó là gì? Thì chúng ta có thể là vào cái phần arena này để chúng ta có thể là chọi với tụi nó. Mình ví dụ cho cả nhà nha, là đây ở phần cái challenge 1v1. Ở cái phần challenge 1v1 này á, thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề như là tiếng Anh kinh tế này, tiếng Việt kinh tế này, với lại là tiếng Anh hiểu biết nè. Đó, thì bây giờ mình biết là mấy cái phần này là nó không thuộc cái thế mạnh của mình, nhưng mà mình vẫn chơi. Ở đây thì họ có đặt cược là 50 cái đồng MIT, MIT thì vẫn chưa list, thì lát mình sẽ để cái phần tokenomics sau. Giờ mình vào cái tiếng Việt kinh tế để mình chơi với thằng ETH này ha. Về cái phần này thì đâu là một tên. Ok, đó thì bây giờ mình review vậy thôi. Thực sự là cái kiến thức của mình nói như hạt cát tại sa mạc, nên là mình cũng không có dám. Bây giờ mình đã chia sẻ xong cả nhà về cái phần arena ha. Về cái phần rác đồ thì mình vào đây để mình chia sẻ với cả nhà. Về phần rác đồ thì chúng ta có thể là có những cái nguyên liệu như thế này. Thì đầu tiên á, đó chính là mũ ha, phần mũ này đó, mình muốn ráp lên thì mình ráp lên ha. Ở đây thì nó sẽ có là máu nhiều nè, đó cả nhà có thể thấy được rằng là ở đây là máu có 10 thôi, ở đây là máu 22 ha, công 4.5 tốc độ này. Thì mẫu càng cao thì nó sẽ có nhiều lợi thế hơn cho mình thôi. Đó ví dụ như là mình có cái mũ blue cap đó, mình ráp lên ha, đó mình ráp lên, lát mình ra mình mang cái mũ blue cap cho cả nhà. Và cái phần ở đây là cái phần xe này thì mình đang kiếm con BMW, mình đang ở trên cái màn hình mình đang lái xe BMW để mình đi ha. Và ở cái phần này thì cả nhà có thể thấy rằng là hiện tại thì mình đã đủ dầu với lại là đủ cái miếng sắt rồi, mình thiếu bốn cái mảnh nó kiếm biển đất thôi. Nó về cái phần tủ sắt này của mình á thì mình có thể là nâng cấp lên. Ở phần này thì cả nhà có thể là thấy được rằng là hiện tại thì mình đang thiếu gỗ, thiếu gỗ thì mình phải đi đào kho báu rồi mình kiếm gỗ ha. Nó nói chung là cái này thì nó khá là khoai lang mới lùi, mình phải đợi đó. Bây giờ thì mình để mình có thể là grab từ cái iron lên cái miếng này, miếng 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 iron lên thì mình đó mình được một miếng này ha. Đó I grab all nè, đó ok rồi, grab lên nè, grab 3 miếng ha, ở đây grab all luôn nè, đó ok rồi cả nhà ha. Đó gỗ này mình có gỗ nè ha, gỗ thì mình vẫn chưa có, à mình có gỗ nè, gỗ thì ở phía dưới này, grab gỗ luôn nè. Có ráp gỗ, ráp với lại mấy cái brick này, cái này gạch đó, này là gạch, này ráp gạch lên để mình làm việc lớn đó. Cotton biến lên thành sợi dây thần nè, đó ráp lên ha. Mấy cái phần này thì mình chạy vào cái phần quay xổ số cả nhà ha. Đó cả nhà ở trong cái phần này thì cả nhà có vào trong Telegram của họ rồi cả nhà có thể là hỏi thêm, thì mình sẽ để cái phần Telegram ở phần phía dưới mô tả cho cả nhà ha. Đó sau khi là mình grab nè, đấy grab lên ha. Grab đây.
Grab nè. Grab nè. Ok rồi. Như vậy thì cả nhà đã thấy qua cái phần Grab đúng không? Qua cái phần Grab như thế này, mình sẽ vào cái phần Inventory nữa. Mình vẫn còn có thể là nâng cấp đồ lên nữa ha. Hôm nãy thì mình đã có cái nón ray nè, mình mang lên nè, mình sẽ đổi nè, thấy không? Là mình sẽ đổi cái phần nón ray lên ha. Phần này thì chúng ta có thể là thấy được rằng là mình mang lên thôi. Bây giờ mình mang, đừng có tháo xuống nha. Đó. Mang vô. Rồi cái giày này mình mang vô này ha. Mình ấn vô cái là nó tháo xuống nha cả nhà nha. Đó. Rồi. Ở cái phần này chúng ta có thể là thấy được rằng là máu của mình là 1000 là tốc độ 82 với lại thủ 19, công của mình 22 hay may mắn 13 với tốc độ bắn 0.5. Đấy. Theo sau khi mà chúng ta có được những cái mảnh ghép như thế này, đó chúng ta sẽ mở unlock ha. Ở đây. Thì cái điều kiện tiên quyết ở trong trò chơi này á, thì chúng ta sẽ cần có nhà, đó nhà MST. Cho nên chúng ta cần xe, cần vũ khí, đó. Thì nó khá là dễ hiểu. Mình nghĩ rằng là nó ở những cái phần này thì chúng ta có thể là thấy rằng là ở trong phần này thì wallpaper của họ cũng có. Thì hôm nay mình đã chia sẻ rồi, cái phần này đánh nhau một vé trăm này với lại là một với lại nguyên server với lại là đánh bot, nhưng mà cái phần này là phần bản test nên là coming soon. Thì ở đây thì họ vẫn để cái yếu tố đó chính là cái phần mà solo arena ha. Rồi ok, bây giờ thì cả nhà đã thấy là Sơn hiện tại là Sơn đã tới nơi rồi ha. Sau khi mà đợi đâu đó là tầm 3 tiếng đồng hồ thì Sơn là tới nơi rồi, Sơn vào với Đào rồi. Thì cả nhà có thể là nhìn ở trên cái điện thoại Sơn và ở trên cái màn hình Sơn thì cả nhà có thể thấy rằng là ở giai đoạn hiện tại thì để đào được 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái kho báu nó rất là lâu ha cả nhà. Nên là mình phải đợi một thời gian rất là dài. Thì trong khi mà đợi cái thời gian dài như vậy á, thì chúng ta sẽ bật, ví dụ như là chúng ta sẽ có nút home. Thì chúng ta sẽ trở về nhà, vâng. Ví dụ như là trong cái thời gian mà ấn nút home về nhà thì mình có thể là vào arena để mình chiến với nhau. Và cái phần pass ở đây, ở phần pass ở đây thì chúng ta có thể là kiếm được một con sinh này. Cái phần này là cái phần pass mà mình đào ở trên cái khu này mà mình kiếm được ha. Ok rồi, về cái phần reward, về phần reward ở đây là thu được đó, cả nhà thấy là ở trên là thu được một cái quần jean ha, 5:49 nè, nó có cập nhật rất là rõ ràng cho mình ha. Và phần cướp ở đây á, là mỗi lần mình cướp được 5 lần. Ok, sau khi mà chúng ta đào xong rồi đúng không cả nhà, thì chúng ta sẽ claim all. Nhưng mà trước khi claim all thì ở phần này chúng ta có 5 lần cướp nè, chúng ta có thể là cướp đối phương ha. Rise Z này coi, cướp hôm này coi, hôm này máu nhiều nghìn hai á, mình bắn được anh em à. Wow, mình cướp được MIC này anh em à, thấy không? Đúng quá, cướp được có một người rồi cả nhà. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ claim all ha. Để coi trong cái túi của chúng ta, có súng này, với lại iron, với lại là áo đi. Ok, ngon. Ngon. Rồi về nhà cả nhà ha. Đó, ok cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang cái đồ mới lên ha. Đồ mới bây giờ là mình sẽ lấy súng mang lên nè. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái phần tiếp theo. Sau khi mà chúng ta đợi đào thì chúng ta có thể là AFK trên website ha. Về cái phần kho báu đào này thì sau khi mà cả nhà vào cái phần gọi là cái phần DApp, về cái phần DApp đó cả nhà, cái phần event này nè, thì hiện tại thì cái phần giới thiệu của họ thì họ đang có thưởng. Ở đây thì cái thời gian mà treo thưởng của họ đang là ngày 3 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, có nghĩa là trong vòng 1 tháng này thì cả nhà tham gia vào ở trong này thì từ top 1 đến top 10 đô này ha, từ top 11 đến top 50 này sẽ được 4.000 đô. Và từ top 51 đến 1.000 như thế này sẽ được những token hợp MST với lại là các vật phẩm khác. Và ở đây thì cái phần đặc biệt này thì họ sẽ để cho là từ top 51 trở đi, người chơi có 210 điểm, ở đây là Sơn đủ điều kiện là 216 điểm nè, sẽ được mời tham gia vòng quay may mắn. Thì có nghĩa là Sơn đã được nhận cái vòng quay may mắn rồi. Và người chơi tham gia testnet có thể nhận được retroactive từ Mythic, là có nghĩa là bây giờ anh em hãy tham gia vào ở trong cái testnet này để nhận được retroactive, để trúng những cái phần thưởng như là token hợp MST và các trang bị vật phẩm khác ha. Rồi sau khi mà game này IDO ra mắt thì cả nhà có thể là bán đi cũng được. Và cái phần nhiệm vụ hàng ngày á thì Sơn sẽ kéo xuống đây, và Sơn sẽ để cái phần mà hướng dẫn tải trò chơi để ở phần phía dưới để cả nhà vào test trên iOS, Android với lại PC ha. Nó rất là vui ha cả nhà. Và ở cái phần nhiệm vụ này thì mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ hàng ngày với lại là nhiệm vụ chính. Thì ở cái phần vật phẩm nâng cấp với lại là mời bạn bè này á, thì Sơn sẽ để cái đường link referral ở phía dưới cho cả nhà có thể là vào đây cả nhà test thử ha. Về cái phần nhiệm vụ ở đây thì mình cứ làm thôi, sau đó là mình sẽ được những cái phần quà nhiệm vụ chính ở phía này ha. Ở đây thì Sơn vẫn còn thiếu ở đây nè, những cái phần này nè đó. Và cái bảng xếp hạng hiện tại thì thằng Miha này nó đang top 1 đó, thì Sơn thì vẫn đang là 478 ha.
Vẫn còn xa hơn. 478. Và cái phần thưởng ở đây thì cả nhà có thể là vào đây cả nhà chơi để cả nhà tìm hiểu thêm. Rồi, bây giờ thì mình đã chia sẻ qua rất tất tần tật về từ A đến Z về cái social cũng như là gameplay con này rồi. Vậy thì cái phần wallpaper của cái con game này như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng đến với lại là cái bảng cái tokenomics của họ ha. Thì về cái phần tokenomics của họ thì họ sẽ có ghi rất là rõ trên cái phần wallpaper này. Thì cái về cái phần này thì sẽ có là 500 triệu token MT. Những cái chia sẻ của Sơn thì mục đích nó chỉ mang là thông tin thôi. Còn cả nhà muốn tìm hiểu như thế nào thì hãy vào ở trong Telegram của họ và cả nhà đăng ký ở dưới cái đường link referral của Sơn về cái tựa game này ha. Nếu như mà cả nhà không hiểu nữa thì cả nhà có thể là vào ở trong cái channel Telegram Warzone Blockchain của Sơn để Sơn có thể là trả lời chi tiết hơn cho cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Và bây giờ thì Sơn sẽ kết thúc video tại đây nhé. Bye bye.